Mẹ ơi, mẹ ghét con lắm hả mẹ? Con thấy ba với mẹ yêu thương nhau nhiều lắm mà. Sao mẹ lại bỏ con vậy? Mẹ ơi, bác sĩ sắp đến rồi. Bác sĩ sắp đem con rời xa mẹ rồi đó mẹ. Mẹ suy nghĩ lại được không? Tại con biết gì đâu. Con cũng không biết mình có lỗi làm gì. Con muốn nhìn thấy ông mặt trời, nhìn thấy bông hoa ngoài đường, và một lần nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Mẹ ơi, bác sĩ lấy chân tay con rồi. Phút cuối cùng, con tạm biệt mẹ nha. Sau này mẹ đừng bỏ em giống bỏ con nha mẹ. Ở đây lạnh lắm mẹ, có mấy bạn cũng giống như con. Ở đây tối tui à, con không lên thiên đường được. Con không biết đi đâu, về đâu nữa mẹ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ cứu con được không? Mẹ cứu con không có lì đâu mẹ ơi. Mẹ ơi, giây phút cuối cùng của cuộc đời, con chỉ mong sau này nếu như em cũng đến bên mẹ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ cũng phải giữ em ở lại mẹ nha. Con không muốn em giống như con đâu, đau đớn và lạnh lẽo lắm. Con thương mẹ quá trời.